kiểu đấy chứ mạnh lắm luôn. Cả đấy. Cả 50 tấn luôn. Đấy. Ui. Đấy được chưa? Được chưa? Đây là sản phẩm LK lúa 2024. Nặng chỉ 98 gram nhưng mà mọi người nhìn đi, nó tài tinh tần 10 kg. Quân cầm đây Quân. Hả? Một tay mà nó mới giữ được 10 kg là kinh khủng khiếp lắm á. Cái cân đai lừa cá cấu con cá 120 kg thì nó tài tinh chỉ có 7 kg, và cái cân này nhỏ xíu bằng cái que đùa. Đây, bằng cái que đùa mọi người có thể câu lúa, câu ngâm, câu lăng xê, câu cả lóc, câu biển được luôn. Rồi biết rồi, khỏe bây giờ biết rồi. Khỏe, nhưng mà dư mình sẽ bẻ nhá, mình sẽ bẻ cho nó ngay nhá. Rồi, hẹn qua lần rồi em lại nhá. Rồi. À, các buổi live stream thì mình đều bẻ cân cấu cho mọi người thấy. Đấy là bẻ gầy nhá, không phải là test tiệc gì đâu nhá. Bẻ cho gầy cho mọi người biết ạ. Mọi người nhìn nhá, bây giờ nó xẻ gầy nhá. Xẻ 10 kỷ được ghê gỡ nó mức nào lắm. Quá. Nửa đi. Quá, không gầy được hả? Này, nhùn luôn này. Ngửa đi. Không được. Em mệt rồi. Không gầy được. Rồi, mình hiểu rồi. Cái này không gầy được. Này, cho cuốn bè nó này. Không phải là giống như kiểu. Mọi người chỉ nói là mình chủ của cân, mình quảng cáo mình không giảm bè, nhưng mà bè không gầy được thật. Rồi, cho thằng lại cân thằng lắm này. Có kéo khỏe nữa nhá. Kéo chầm đều để mình thấy cái độ cống của hắn. Đấy, mọi người nhá, mọi người xé cái độ bể của cân nhá. Đều được. Tự nhiên rồi không nghe rồi. Vô tình mà nó mới phá. Chưa? Rồi. Rồi nhá. Rồi. Đau tay á. Thế nhưng phải có đéo tay đi. Có nghĩa là đánh được chứ mà có rồi. Kéo xuống thấp quá mất gắt của Quấn. Mà nó giảm chất. Hiểu đấy chứ mạnh lắm luôn. Cả đấy. Cả 50 tấn luôn. Đấy. Ui. Đấy được chưa? Được chưa? Cân. Không chịu chịu mà gầy được. Thật chàm đẩy rồi, chàm rồi đẩy rồi, không gầy được. Thôi, nó bản đi, mọi người tốt quá rồi, không tên nào. Đấy là cái cân đầu tiên mà mình bẻ cái live stream không gầy á. Cuốn thành con tròn, cuốn thành con tròn luôn mọi người ạ. Mọi người nhìn này, hẳn không phải là chất liệu các con. Xong rồi. À không phải chất liệu, sợi thủy tính. Đây là hôi này, thằng cứng nó lại này. Không thể gầy được.